Trời nắng nóng quá. Xin chào chị Dương, xin chào chị Ngọc. Mình tên là Triệu Hường, thuộc hệ thống tư vấn sữa mẹ Việt Nam. Và hôm nay với chủ đề tư vấn cho các bạn là làm sao để giúp cho các bé nhà mình bớt ọc ói, nôn rớ mà không cần phải dùng thuốc. Thì với chủ đề này mình nhận được các thông tin từ chị Dương mong muốn được tư vấn. Đồng thời trường hợp này chị Ngọc cũng vừa trải qua và rất là thành công. Cho nên là cũng xin phép mời chị Ngọc vào đây để chia sẻ cho cả nhà mình. Vậy thì không biết tình trạng cụ thể của mình thế nào, xin mời chị Dương có thể chia sẻ ạ. Chào Hương nhé, chào Ngọc nhé. À, mình đang rất là lo lắng này. Mình mới em bé nhà mình được 1 tháng rồi, cái tình trạng ọc ói này nó diễn ra từ lúc mà em bé được 10 ngày tuổi. Khi mà mình đi sinh á, là đứa đầu tiên nên mình không có kinh nghiệm gì hết á. Mình sanh hơi sớm, lúc đó cũng chưa chuẩn bị gì luôn ấy. Thế là khi mà sanh cái không có sữa non rồi, bác sĩ kêu là không có sữa đâu, đi mua sữa uống đi, đi mua sữa cho bé bú. Thế là mình đi mua sữa, người nhà đi mua sữa thôi, xong rồi bé bú, xong rồi đi xuất viện, đi về nhà. Thì khi mà đi về nhà thì cảm thấy sữa không đủ, bé khóc hoài, thế là dặn thêm sữa công thức. Và khi mà dặn uống sữa công thức rồi uống kèm thêm sữa mẹ nữa, cũng vỗ ở các kiểu như bác sĩ hướng dẫn, nhưng mà tình trạng là như thế này: bé cứ bú xong, vỗ ở xong vẫn nôn trớ, và đỉnh điểm là hôm 10 ngày tuổi bé tím tái mặt luôn, xong cái là phải lật đật đi lên nhi đồng. Thì bác sĩ nghe nghe này nghe kia thì bác sĩ không thấy sốt không gì, mà bác sĩ không biết ra bệnh gì. Bác sĩ theo nếu mà tím tái thì bác sĩ nghi viêm phổi, cho nên là cho nhập viện nằm 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 nhi đồng luôn. Rồi trời, lúc đó mới sinh cực quá, rồi vừa sữa công thức, vừa bú sữa mẹ, rồi vừa vắt ra, nói chung rất là vất vả. Mà mới sinh được 10 ngày mẹ cũng mệt mà con cũng mệt. Rồi không tìm ra bệnh, ở đó 10 ngày, ngày nào cũng kháng sinh, cũng men tiêu hóa, mà cũng không biết là bệnh gì luôn. Xong rồi một đến ngày thứ 10, ngày thứ bảy, xong cái mình nói, mình chia sẻ: à, bé nhà em như vậy nè, đang mấy ngày tuổi mà uống một lần 60 ml như vậy có nhiều không? Bác sĩ tá hỏi ra: uống nhiều quá, không nôn trớ rồi các kiểu. Giờ là tôi biết bệnh rồi, bú giãn ra, bú 30 ml một lần thôi. Giãn giãn ra thì mới hết được, rồi tôi cho xuất viện đi về. Thế là đi về rồi mình cũng giãn cử ra, rồi mình cũng cho bé bú mẹ vừa dặm sữa công thức. Thì tình trạng nó cũng đỡ đỡ hơn, chứ ra nó không đỡ, và sữa mẹ thế không đủ thì cứ phải Rồi dặm sữa công thức hoài. vậy thì cái quá trình mà khi mà mình giãn cữ ra như vậy thì mình có phải uống thêm gì nữa không, khi mà mình về ngoài sữa mẹ, ngoài sữa bột thì mình có phải uống thêm gì nữa không? Mẹ hay là bé hả? Bé 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 không, tại vì lúc đó là biết biết bé không phải bị bệnh gì cả nên không có uống thuốc, mà trong khi đó đã uống 10 ngày kháng sinh ở trên bệnh viện mà không có biết bệnh gì mà cũng cho người ta rồi uống thuốc. rồi về nhà là tình trạng là bé cũng đỡ hơn một tí nhưng mà vẫn ọc ói. Đúng rồi, tại vì do là bé bị dưỡng sữa công thức, bé ọc ói rồi bé tiêu chảy nữa, nên thành ra là mình đã dừng, mình cắt luôn sữa công thức. Nhưng mà lúc đó là mình loay hoay mãi, mình không đủ sữa cho con, mà bé ti rất là đau, rát với đầu ti của mình đau lắm. Xong cái mình phải đi xin sữa bạn của mình, Và dụ bây giờ hiện tại là em bé được mấy tháng rồi? bé được 1 tháng rồi nhưng mà vẫn vẫn vừa bú sữa mẹ vừa xin thêm sữa của bạn mình. Ok, và tình trạng ọc ói thì nó vẫn chưa đỡ. Cũng cũng đỡ hơn so với lúc trước thôi, nhưng mà không, từ hồi mà chuyển sang sữa mẹ thì cũng đỡ đỡ cũng cũng đỡ hơn nhiều đó Dũ ạ. Nhưng mà vẫn còn ọc Ok, em có thể hình ói. dung được ha, nhưng mà có bú ti mẹ thì rất là đau. Đúng rồi, có gì mong Dũ hỗ trợ cho mình cái này nha. Ok, cảm ơn chị Dương. Rồi, vậy thì trường hợp của chị Dương vừa rồi á, đa trường hợp của chị Ngọc cũng vừa trải qua, thì xin phép là mời chị Ngọc có thể chia sẻ cái hành trình của mình và cái kết quả hiện tại. Chị Ngọc ơi, chị Ngọc bật mic lên giùm em nha. Chào Vũ, chào chị Dương. Mình thì bé mình thì bây giờ cũng được 1 tuổi rồi. Thì cái hành trình trước đó của mình mà tìm tại vú mẹ, tìm lại sữa mẹ thì cũng là, nói chung là nó nhiều nỗi đau quá, nhiều vất vả quá đi. Mình cũng sinh mổ nè, rồi kháng sinh các thứ, rồi bác sĩ cũng nói là không có sữa, thế là cũng cho bé bú bình. Rồi mấy ngày trong bệnh viện thì cũng bú 30 50 vậy đó, không vấn đề gì hết. Xong cái mình
thấy ừ thôi mình bắt đầu khỏe thì mình bắt đầu mình xin về, mà hồi đó mình cũng không chưa chưa có biết sữa mẹ là gì đâu đó, thì nghĩ ừ thôi con ngủ ngoan là được, ngủ mà ngủ ly bì luôn á, ngủ ấy lắm, sau này mình mới biết nha đó. Xong khi về nhà thì bắt đầu nghe nói là ừ sữa không thức nó không tốt, rồi chủ yếu là tốn tiền, rồi bắt đầu hút hút sữa ra cho bú mẹ, cho bú sữa mẹ bằng bình á, thì bắt đầu có tình trạng là ọc ói, thì cũng như là giống như Dương vậy đó, cũng giãn cữ ra bú ít lại, nhưng mà thực ra lúc đó đã bú lên tới 80-90 rồi, mà lúc đó là bé đang còn trong tháng đó. Đó, xong cái kêu giãn cữ ra bú ít lại nhưng mà nó vẫn vậy, rồi kêu vỗ ợ kỹ, nhưng mà nhiều khi cho bú để một lúc sau bé lên ói, nhiều khi vỗ ợ rồi để xuống cái cũng ói, mà ói có vòi luôn đó. Thì tình cờ mình biết được một bạn của mình là ít sữa, nhưng mà nhờ đăng ký bên vú Hường mà giờ cho con bú thành công, sữa nhiều, em mình cũng để đăng ký bên vú, thì bắt đầu tập bú. Khi mà tập bú lại thì khỏe lắm, trời ơi, không phải hút mà không phải tốn tiền sữa công thức gì hết, mà tự nhiên cái ọc ói gì đó nó hết, nó đi qua nhẹ nhàng luôn mà mình không biết tại sao luôn đó. Chứ mỗi lần mà con mà ói rồi, cứ vợ cho bú mà con ói là chồng chửi, mà chồng cho ói mà, cho bú mà con ói là vợ lại cằn nhằn, là hai đứa cắn nhau hoài luôn, mà không biết vì sao giãn cữ cũng vậy mà bú ít đi cũng vậy, nó cứ làm miết hoài vậy đó, hay ghê luôn á. Ok, cảm ơn chị Ngọc. Yes, đó là cái hành trình chị Ngọc vừa trải qua. Vậy thì em xin chia sẻ với cả nhà một số cái thông tin mà có thể dễ dàng làm cho trẻ sơ sinh bị ọc ói. Tại khi mà mình biết được nguyên nhân rồi, mình đi xử cái lý cái nguyên nhân thì tự nhiên cái kết quả nó sẽ không có còn ọc nữa, đúng không? Còn nếu bây giờ mà mình không có biết cái nguyên nhân là gì, mà mình cứ về nhà mình cứ cho em bé uống men rồi thuốc tiêu rồi này nọ các kiểu thì cái hiện tượng đó nó vẫn sẽ diễn ra, nó không có hết được tận gốc. Vậy thì em chia sẻ với cả nhà nè, cái nguyên nhân á, mà dẫn đến cho trẻ ọc ói á, nó gồm một số nguyên nhân sau. Thứ nhất á, là trẻ có thể trạng dị ứng, dị ứng là hoặc không có phù hợp với sữa bột, được không? Có những cái cơ thể trẻ, mặc dù cái sữa bột đó là rất là nhiều trẻ uống, có những trẻ uống rất ok, cũng có những trẻ uống không phù hợp. Không phù hợp sữa công thức nói chung, chứ không phải là không phù hợp sữa Nhật rồi chuyển qua sữa Pháp, ví dụ như vậy. Tức là cơ thể của trẻ thuộc thể trạng dị ứng, cho nên là bé sẽ không dung nạp, nó sẽ không có muốn đưa vô cơ thể mình, cho nên bé sẽ đẩy ra bằng đường ói. Rồi, đối với thể trạng bé dị ứng. Thứ hai nữa đó là em bé bị đầy hơi, có nhiều hơi. Và thứ ba là em bé bú quá dung tích dạ dày. Rồi, thì có ba cái trường hợp mà tương đối bình thường. Còn đối với một số trường hợp bệnh lý, ví dụ như lồng ruột, ví dụ như là nó thuộc dạng là gọi là nôn á, bị nôn á, rồi bị trào ngược thực quản, trào ngược dạ dày, thì cái đó nó chuyển thành bệnh lý rồi thì em không nói. Mà trường hợp của chị Dương vừa rồi chia sẻ thì nó chưa phải là thành bệnh lý, em đang chia sẻ ở trường hợp bình thường. Còn trường hợp mà nó ọc ói thường xuyên liên tục ngày này qua tháng nọ, một ngày 8 9 lần 10 lần qua 5 7 tháng, qua 3 4 tháng, thì lúc này nó sẽ hình thành cái chứng là trào ngược dạ dày thực quản. Nó trào để hình thành thói quen luôn đó. Còn bây giờ hiện tại là em bé của mình nó chưa có hình thành bệnh lý, nó chỉ là những cái nôn trớ bình thường thôi trong những cái giai đoạn đầu thôi, thì nó sẽ gồm ba nguyên nhân. Nguyên nhân thứ nhất đó là trẻ dị ứng. Thứ hai nữa là trẻ có đầy hơi, có nuốt hơi, và thứ ba nữa là bú quá dung tích dạ dày. Rồi, thì trẻ dị ứng khi nào? Khi mà trẻ không thu nạp được cái thành phần dinh dưỡng cũng như là không có chịu sữa bột. Đối với những em bé đó là những em bé vô cùng thông minh dinh dưỡng. Giống như chúng ta có nghe nói đó là sữa mẹ là tốt nhất cho trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ. Và chúng ta nên cho bé bú sữa mẹ hoàn toàn theo khuyến cáo của Tổ chức Y tế Thế giới cũng như là Bộ Y tế của Việt Nam, đúng không ạ? Thì nên cho trẻ bú mẹ hoàn toàn trong 24, ít nhất là 24 tháng đầu tiên. Bú mẹ hoàn toàn trong 6 tháng đầu và tiếp tục sữa mẹ thêm nữa, kết hợp với ăn dặm trong những cái tháng tiếp theo cho đến ít nhất là 24 tháng. Rồi, thế thì ngay từ những cái giai đoạn đầu mà mình đang bị ngộ nhận những cái việc mà mình không có đủ sữa mẹ đó, thì thành ra mình cho sữa bột vô, sữa bột
mà đối với dạ dày của con rất là non nớt, rất là non nớt. Rồi đố các em, đố mẹ Dương là ở trong bụng mẹ thì em bé được dưỡng nuôi bằng cái gì? Dưỡng nuôi qua nhau thai á, dinh dưỡng của mẹ từ mẹ qua nhau thai truyền cho con. Chính xác là nó qua dây rốn. Rồi, chính xác Còn là nó qua dây rốn. Yes. cái Và được nuôi dưỡng bằng máu của mẹ. Rồi. Vậy thì khi ra đời thì em bé sẽ được dưỡng nuôi tiếp tục nữa. Nó cũng là máu của mẹ nhưng mà nó chuyển thể. À, bạn tưởng tượng ngày mình hay nói sữa mẹ là gì? Sữa mẹ là gì? sữa mẹ là lọc từ máu của mẹ. Dạ đúng rồi, cho nên là ở trong bụng mẹ em bé được dưỡng nuôi bằng bằng dây rốn, bằng máu của mẹ, thì ra đời có một cái sự chuyển tiếp nhẹ, đó là em bé sẽ bắt đầu tập ăn bằng đường miệng, đi xuống ruột rồi đi xuống thực quản, đi xuống dạ dày vân vân. Và một cái thức ăn nữa nó chuyển tiếp rất là nhẹ nhàng, đó là sữa mẹ. Rồi, cái gọi là cái sữa công thức đó, nó cũng gần giống như những cái thực phẩm ở bên ngoài thôi, tại vì nó là tạm gọi, nó là thứ ngoại lai, nó chưa có thực sự phù hợp với cái độ tuổi của con trẻ. À, chính vì vậy tại sao người ta xếp thứ tự ưu tiên là sữa mẹ, rồi sữa mẹ cắt đi sinh, rồi sữa mẹ ruột bắt ra vân vân, đúng không ạ? Rồi cuối cùng mới đến sữa bột. Thì sữa bột nó là cực chẳng đã, mình không có cái sự lựa chọn nào khác thì mình mới chọn sữa bột cho con. À, cho nên là khi mà nó ở xếp ở thứ cuối cùng, nó xếp ở thứ cuối cùng thì dĩ nhiên là nó sẽ có những cái phù hợp và những cái không phù hợp, những trẻ phù hợp và những trẻ không phù hợp. Thì chính xác là ở trường hợp của chị Dương á, là trẻ ở thể trạng dị ứng, cho nên là bé ọc ói và nôn trớ nhiều. Rồi, có kèm theo đó là bú quá dung tích dạ dày. À, giống như chị Dương có thấy thì em bé ở trong bụng mẹ được dưỡng nuôi bằng bằng dây rốn, có nghĩa là em bé chưa từng được ăn qua dạ dày, em bé chưa từng được ăn qua đường ruột. Thì theo chị Dương thì một cái bao tử mà nó có chút xíu như thế này thôi mà, đúng không, nó ra mà đùng một cái nó phải làm một cái soạt cái là 60 ml nó như thế này, thì chị cảm thấy thế nào, chị nghĩ gì về điều này? Nó quá tải nên thành ra nó phải ói ra, nó phải ọc Đúng được không ạ? Chưa kể em cũng không biết là cái bình của chị dùng, cái bình nó có chuyên dụng hay không. Rồi chị để em bé nó có bú cà chẹp nó có hở khí hay không, cho nên ba bốn thứ cộng lại vừa nuốt khí. À, và vừa rồi chị Dương có nói là em bé bú mẹ bị đau, có nghĩa là bú mẹ có sai khớp ngậm đó. Tức là vừa nuốt khí nè, rồi vừa bú sữa bột là thức ăn nó không có phù hợp với trẻ nè, trẻ sơ sinh 6 tháng đầu. Và thứ ba nữa đó là cho trẻ bú quá dung tích dạ dày, cho nên dẫn đến tình trạng ọc ói. Và bằng chứng cụ thể là mặc dù chị Dương vẫn chưa có thực sự cho em bé bú mẹ trở lại một cách hoàn toàn, nhưng mà chị Dương chuyển đổi sữa thôi, chuyển qua sữa mẹ hoàn toàn thôi, thì tình trạng nó đã giảm khá là nhiều rồi, đúng không ạ? Dạ. Đó là thể trạng em bé dị ứng. là sữa mẹ nó dễ tiêu, phù hợp với con hơn là sữa công thức, nó thành ra nó có cái giảm. Dạ. À, chính xác là sữa mẹ là sữa phù hợp rồi để dưỡng nuôi em bé chuyển tiếp từ máu qua sữa. Được không ạ? Còn cái giai đoạn sau đó em bé phải trưởng thành thêm một tí, 6 tháng, 7 tháng thì lúc này em bé mới bắt đầu tiếp nhận những cái thực phẩm khác ngoài sữa mẹ. Cho nên người ta mới khuyến cáo là bú sữa mẹ hoàn toàn trong 6 tháng đầu là như vậy. Dạ, ok. Vậy thì như trường hợp của chị Ngọc vừa mới chia sẻ, mình có rõ ràng mình có thấy. Dĩ nhiên trường hợp của chị Ngọc không phải là trường hợp em bé thể trạng dị ứng, nhưng mà em bé ngậm bắt bú mẹ bị sai và cho uống quá dung tích dạ dày kèm theo là có nuốt hơi nữa, cho nên em bé vẫn ọc ói. Và cụ thể là với cả ba nguyên nhân này thì em giải quyết bằng con đường đó là tập em bé bú mẹ trực tiếp. Này, tập em bé bú mẹ trực tiếp và đúng cách ngậm thì nó giải quyết được gì? Nó giải quyết được việc bú quá dung tích dạ dày. Bởi vì cái việc mà gọi là cái dạ dày của con kiểm soát, và con cũng phải lao động trong cái vấn đề ăn nữa. Ví dụ như bú bình thì nó quá sướng rồi, nuốt cái rột cái nó hết luôn, thì nhiều khi đến lúc mà nó cảm nhận nó no thì nó đã vô bụng rồi. À, còn bú mẹ thì nó phải làm việc, nó phải ăn uống khoảng tầm 3 4 phút, 50 phút, nó phải ngậm vắt nuốt thở, nó phải lao động, cho nên là nó bú khoảng tầm lưng lửng khoảng tầm 70% dung tích dạ dày của nó là nó sẽ tự ngưng, nó tự thôi, nó không cần ráng mà nó không cần cố gắng, và chính nó là cái người chủ động trong cái việc ăn bao nhiêu và ăn lúc nào, được không ạ? Thì như vậy cái tình trạng quá dung tích dạ dày nó sẽ không có diễn ra.
Còn đối với nhà những bạn mà cho bú bình thì nhiều khi mình tưởng tượng là đúng không, bây giờ mình cho em bé nó bú cái bình như này nha, cái bắt đầu cái nó còn tí xíu nữa cái nó thôi, cái bắt đầu mình gõ 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 đúng không ạ, gõ gõ mình cho nó bú hết bú ráng, rồi bắt đầu cái nó lắc qua bên đây, cái bắt đầu mình đưa qua bên đây, nó lắc qua bên đây cái mình đưa qua bên đây, lắc qua bên đây mình đưa bên đây, tại vì mình tiếng đúng không, mình thành ra mình tiếc cái sữa 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 bột hay là sữa mẹ ai cũng có xu hướng tiếc hết. À, lỡ hâm rồi lỡ rồi có nhiêu rồi uống đi, cái bắt đầu gõ gõ thì thành qua cái đứa trẻ nó cũng sẽ ráng thôi, và nó ráng hoặc là làm sợ được Đúng không rồi, chính xác như vậy. đó, đó. Thì thành ra nó bú quá dung tích dạ dày bằng cái việc gọi là nó ăn bị động, nó không có ăn chủ động đó. Rồi tiếp theo đó là ở đối với một số mẹ là có cho bú mẹ hoàn toàn nhưng bé vẫn ọc thì kiểm tra lại khớp ngậm, vì cái một trong những cái nguyên nhân nó dẫn đến là nuốt khí nữa cơ, núm bình không phù hợp, sai phễu, sai sai núm không phù hợp, để cái góc nghiêng không phù hợp và bú mẹ nó không có đúng khớp ngậm, nó cũng cà chẹp, nó nuốt hơi thì hơi ở trong đó dung tích dạ dày nó có 100 thôi, bú có nhiều 30 ml 40 ml sữa rồi còn lại là hơi không, nó đẩy ra nó cứ ào ào lên, nó cứ ợ lên, nó ọc nói được không. Cho nên đó là một trong những cái nguyên nhân, chính vì vậy tất cả những cái nguyên nhân này nó có thể được giải quyết bằng bố mẹ trực tiếp và đúng khớp ngậm. Vì sao? Tại vì bố mẹ trực tiếp thì em bé như vừa rồi em có giải thích là nó điều khiển được, nó kiểm soát được cái dung tích dạ dày của nó, ăn bao nhiêu là đủ và ăn khi nào là phù hợp. Thứ hai nữa đó là bố mẹ trực tiếp đúng khớp ngậm thì nó không có dẫn đến nuốt khí, nó cà chẹp và nó cũng không có đau đầu ti, và nó giúp cho mình khi mà cái khớp nó khít với nhau rồi thì em bé nó lấy được cái lượng sữa tối ưu, thì lúc này nó không có làm cho mình bị thiếu sữa như tình trạng của chị Dương bây giờ. Nào, thì giống như bây giờ em nói ha, bây giờ cái khớp ngậm đi, giống như cái ống hút đi, cái ống hút mà nó bít á thì chị hút lên được nhiều nước, còn cái ống hút mà nó có bị rách một chỗ thì chị hút lên cà tạ, thì cái lượng cái nước mà chị hút lên nó không có được nhiều, công nhận không? Thì cái khớp ngậm nó cũng vậy thôi, cái khớp ngậm nó cũng vậy thôi. À, chị để đúng khớp ngậm vô thì em bé nó sẽ lấy được lượng sữa tối ưu ha. Và cuối cùng nữa đó là cái việc mà dị ứng. Nếu như bây giờ em bé dị ứng sữa bột thì mình chuyển qua sữa mẹ hoàn toàn, bú mẹ trực tiếp hoàn toàn thì nó cũng giảm luôn cái phần đó và nó mất luôn cái phần đó, và cả ba cái nguyên nhân đó nó được giải quyết bằng cái việc bú mẹ trực tiếp. Và dĩ nhiên như thế thì nó đâu có cần bình, nó đâu có cần thuốc đúng không, nó đâu có cần men, nó đâu có cần gì hết, nó được giải quyết đó. Nhưng bằng chứng là chị Ngọc vừa mới chia sẻ thì trường hợp của chị Dương em xin phép sẽ hỗ trợ chị nè, tập cho em bé bú đúng khớp ngậm, massage và hướng dẫn cho chị cái cách để tăng tiết sữa dần dần, để thứ nhất là đủ Ôi. sữa cho bé, thứ hai là sữa mẹ hoàn toàn và nó giảm cái quá trình ọc ói cho con. Trời ơi, tuyệt vời quá, quá trời kiến thức luôn. Cảm ơn Dũng nhiều nha. Trời ơi, cảm ơn Ok Ngọc. Trời ơi, mình rồi. cũng mong muốn được như Ngọc lắm. Yes, và rất là cảm ơn chị Ngọc hôm nay đã bước vào đây để chia sẻ cái thành công của mình, để tạo động lực cho chị Dương. Em xin phép sẽ chia sẻ cái đoạn này lên để cho các mẹ ở ngoài kia cùng biết. Đồng thời cái quá trình tập bú và hướng dẫn thì em sẽ hướng dẫn sau hậu kỳ, bởi vì cái này nó không có đưa lên đây được, đưa lên đây thì Facebook nó khóa mất. Vậy thì Vũ ơi, Vũ phải chia sẻ mạnh mẽ lên để cho em bé bé nào cũng được bú sữa mẹ, cũng được, nói chung cái là cái xứng đáng của nó được như vậy đó Vũ nha. Rồi, Rồi, cảm ơn ok. Vũ, cảm ơn Ngọc, biết ơn hai người nhiều lắm.